Rồi, xin chào các bạn, hôm nay mình quay lại cây lê nha. Mới cắt video trước có mấy ngày thôi chứ chưa được một tuần. Thì mấy ngày nay trời nó ấm như mùa hè vậy đó. Nó lên khoảng 80 mấy độ, 83, 85 độ. Nên bông, lá nó bung ra rất là nhanh, lá nó mọc nhanh ghê luôn. Thấy không, đã nó to hết rồi, lá với mầm nó lên hết rồi, thì vẫn còn một phần ba nụ nữa, chưa có nào hết nha. Đó, nó trắng xét luôn, thế này các bạn, đó đẹp chưa? Bông năm nay nó to, khỏe mạnh, mình bón rất nhiều phân, nó có sức. Bông to thì trái nó cũng to nha các bạn. Đó, thì cái này mình phải tỉa bớt trái đi, mình chờ khoảng cỡ tháng 4 trái nó bằng cỡ khoảng đầu ngón tay á, xong rồi mình lựa trái nào đẹp giữ lại, trái nào nhỏ xấu xí xâu xia hay bị quẹo gì á thì mình cắt mình bỏ đi. Xong rồi nếu mà mình bỏ công ra thì mình lấy bọc cái giấy mình bọc lại, cho tránh trường hợp mấy cái con ong con ruồi nó chích hay bỏ xít nó chích. Thì mình bọc lại thì trái nó ngon hoàn toàn luôn. Mà mình bọc số thôi chứ không có bọc hết được, ăn đâu có hết, bọc một số thôi. Thì còn một số mình để cho chim hay mấy con kia nó ăn cũng được. Cái cây lê này là Keeper Pear, nó giòn rất ngon như ổi vậy đó mà không chát nha, nó chua chua ngọt ngọt. Nhưng mà mình bón phân hữu cơ thì cái độ ngọt nó rất là đậm đà, ngọt lắm đó. Khi nào thu hoạch thì mình quay video cho các bạn xem nha. Cái lê này thì nó cũng rất là thịnh hành ở Mỹ, tức là nó bán cây này rất là nhiều, ở đâu cũng có đó, Lowe, Home Depot, mấy cái nursery local nó có hết đó. Keeper Pear nha, đó, nó có hết đó. Cái giống lê này thì ăn nó gần giống như Orange Pear vậy đó, nhưng mà theo mình nghĩ thì Orange Pear nó trái nó tròn tròn hơn chút, trái này nó hơi dài dài. Anh này thì nó ra sớm hơn thằng kia một chút xíu. Thằng kia thì cái vỏ nó dày hơn, cứng hơn chút. Nhưng mà hai loại lê đó thì mình thấy ăn nó gần gần giống nhau, ngon gần giống nhau, 1-9-1-10. Theo mình nghĩ thì cái Orange Pear nó nhích hơn chút, nó 10 thằng này 9. À, tại cái cây đào hôm bữa mình ghép này các bạn, giống đào muộn, mấy năm nào bung mà mình ghép hơi trễ cho nên nó ra hơi yếu sức. Mà còn cái anh này mình ghép sớm là tháng 1 nó đậu trái nè các bạn. Đó, thấy không? Thấy nó đậu trái chưa? Ghép mắt chút xíu, nó đậu luôn nha. Đây nè. Nó đậu hết rồi nè. Đậu hết rồi. Cuối tuần này mình bắt đầu mới cắt cỏ để dọn dẹp cái vườn cho nó gọn gàng. Bắt đầu mình sẽ gieo bầu bí, mướp, đậu bắp, dư gan luôn. Bắt đầu mình sẽ trồng. Hôm nay âm u, mai nó có mưa. Xin chào các bạn nha, mình tạm dừng ở đây.